Vì sao giá cà phê lại giảm sâu đến như vậy trong khi, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta giao ngay trên sàn iEurope London tiếp nối đà tăng. Kỳ hạn giao tháng 11 tăng thêm 12 đô la Mỹ, lên 2.421 đô la Mỹ trên tấn, và kỳ hạn giao tháng 1 tăng thêm 15 đô la Mỹ, lên 2.335 đô la Mỹ trên tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình. Trong khi đó giá cà phê trong nước điều chỉnh giảm từ 6.500 đến 7.000 đồng, xuống dao động trong khung 56.700 đến 57.300 đồng. Qua một số thông tin thì tạm thời rút ra một số nguyên nhân sau. Giá giảm do lo ngại rủi ro tăng cao đã đẩy giá dầu thô và lợi suất trái phiếu dài hạn kho bạc Mỹ lên mức cao mới, trong khi chứng khoán sụt giảm trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông có thể lây lan ra các nước khác. Hội đồng xuất khẩu cà phê Brazil Cecafe công bố số liệu cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 9 đã giảm 10,9% so với tháng trước do một số vấn đề về lĩnh vực hậu cần và giá cả không khuyến khích bán hàng xuất khẩu. Công ty tư vấn Stonex ước tính xuất khẩu Robusta từ Brazil đã tăng vọt trong gần cả năm qua do nguồn cung toàn cầu sụt giảm và sẽ duy trì sức tăng cho tới cuối năm 2023. Đặc biệt do mức giá chênh lệch tại khu vực Đông Nam Á hiện đang ở mức rất cao, cần điều chỉnh, cân đối lại giá cả tại các nước sản xuất sau ngày thông báo giao hàng đầu tiên FND. Đây chính là nguyên nhân chính làm giá cà phê giảm sâu. Hy vọng trong thời gian tới giá sẽ sớm hồi phục, cho bà con nông dân phấn khởi, tăng gia sản xuất.